này lướt tóc tóc thấy người ta khui mấy cái kiện hàng bom được quá trời, đồ xịn chứ ngon luôn. Nghe nói chỉ có lợi chứ không bao giờ lỗ. Nhìn cũng hay đó, thử liền nha, không biết có may mắn không ta. Bắt chước người ta nên là tôi cũng đặt về thử. Tôi đặt kiện hàng bom 99 cành, có rất nhiều giá khác nhau cho mọi người lựa chọn nha. Của tôi nó hơi xẹp nha, mà cũng phải thử xem nó ra gì. Mở ra thì có hai kiện hàng được tô đen ở phần thông tin nè, để mở thử cái kiện hàng nó nhẹ tay nhất coi. Kiện hàng này giá niêm yết bên ngoài là 177 cành, được cái dây đeo tay và mặt ốp của Apple Watch. Nhưng mà tôi đâu có đeo đâu mà xài. Thôi kệ, mở tiếp cái gói hàng còn lại vậy. Cái này là 88 cành nha. Mở ra là có một cái búi tóc, ba đôi bông tai cũng khá là xinh, được thêm cái kẹp tóc hơi bị cute hột me luôn. Trong hai gói hàng tôi mở thì cái gói này là đáng tiền nè, mở được quá trời phụ kiện luôn, đặc biệt là được cái kẹp tóc. Trời, kẹp lên tao nói nó xinh xỉu. Mua riêng cây này ở ngoài là 30-40 rồi, thì mấy đôi bông lấp la lấp lấy. Nãy giờ khui được bao nhiêu đây món nè, cũng xài được á nha. Nói chung trải nghiệm cảm giác khui hàng mà không biết bên trong là gì nó cũng hồi hộp chứ bộ.